Người đàn ông ra ngoài làm việc, xảy ra sự cố, toàn thân bị liệt. Người phụ nữ lao vào phòng bệnh, liên tục đánh vào người ông ta, túm lấy áo ông ta. Người đàn ông mở miệng nhưng không nói được câu nào. Đây là một câu chuyện có thật. Người phụ nữ là dì Lan, vốn dĩ đã nói quay về sẽ thành thân, bây giờ mất hết rồi. Bác sĩ kéo dì Lan ra khỏi phòng bệnh, nói với cô, bệnh viện đã miễn phí phần lớn viện phí, nhưng vẫn phải giao 10.000 phí trị liệu. Dì Lan tuyệt vọng nói, bản thân 1.000 cũng không có. Trước cảnh này, bệnh viện lại giảm đi một khoản. Tối đến trời đổ mưa lớn, dì Lan cõng người đàn ông về nhà, khó khăn mới vác được ông lên giường. Trong gương là gương mặt đầy tuyệt vọng. Đợi hai cha con đi ngủ, dì Lan bật đèn viết một bức thư, sau đó thu dọn đồ đạc rời đi. Người chồng nhìn bóng dì Lan dần rời đi, lặng lẽ nhắm mắt lại. Sáng hôm sau, đứa con trai Tiểu Bảo nhìn thấy bức thư dì Lan để lại, hỏi bố, dì Lan đi rồi sao? Người cha không nói được gì, chỉ không ngừng rơi nước mắt. Sau khi Tiểu Bảo đến trường, cô hai đến thăm, vừa vào thì phát hiện người cha đang cố tự sát, lập tức ngăn ông ta lại, lớn tiếng nói, ông chết rồi thì Tiểu Bảo tính sao? Ông không nghĩ đến con mình sao? Tiểu Bảo mới được bao nhiêu tuổi cơ chứ? Đã không có mẹ rồi, lẽ nào ông muốn nó không có cả cha hay sao? Từ đó về sau, việc chăm sóc bố đổ lên vai Tiểu Bảo. Mỗi ngày tan học xong lại chạy vội về nhà, giúp bố xoa bóp, lau sạch cơ thể, sau đó lại đi nấu cơm, bón cơm. Sau khi làm xong mọi việc gì đã nửa đêm rồi, Tiểu Bảo bây giờ mới làm bài tập. Vì mệt quá, mới viết được một lúc, cậu bé đã ngủ mất. Tiểu Bảo bắt đầu đi học muộn nhiều hơn, quần áo cũng vừa bẩn vừa hôi. Rất nhanh tiền trong nhà cũng cạn kiệt dần, chỉ có thể ăn được rau. Tiểu Bảo nấu mì với rau cho bố, nhưng lúc vào phòng lại không chú ý mà ngã ra đất. Tiểu Bảo ngã ra, mặt và tay đều bị bỏng. Bố cậu bé nằm trên giường nhìn theo không làm gì được. Tiểu Bảo khóc lóc đứng dậy, nói với bố, bố, con làm hỏng rồi. Sau đó cậu bé nhặt mì trên đất cho lại vào bát. Lúc bón cơm cho bố, Tiểu Bảo nói, con vừa nãy chỉ là không để ý thôi. Bố Tiểu Bảo chỉ biết nhìn theo con trai, lặng lẽ rơi nước mắt. Bón cơm xong, Tiểu Bảo lại xoa bóp cho bố. Tiền trong nhà hết rồi, Tiểu Bảo muốn nhặt ve chai để bán. Cậu bé giấu chiếc tải đựng ve chai ở chân bóng rổ của trường. Sau khi tan học liền bắt đầu đi nhặt, sau đó đem số ve chai nhặt được đi đổi lấy tiền. Rất nhanh, việc Tiểu Bảo nhặt ve chai bị bạn bè phát hiện. Bọn chúng đặt biệt danh cho Tiểu Bảo, còn lấy số ve chai Tiểu Bảo nhặt được để chơi đùa cậu. Đúng lúc thầy giáo đến phê bình bọn chúng, nhưng bọn chúng không phục. Thầy giáo hỏi Tiểu Bảo sao phải đi nhặt ve chai. Tiểu Bảo chỉ nói vì muốn bảo vệ môi trường, còn có thể kiếm chút tiền. Đám bạn lại muốn trêu Tiểu Bảo thêm lần nữa, dùng chai nước uống dở hất vào người cậu bé. Tiểu Bảo không hề phản kháng, để mặc chúng muốn làm gì thì làm. Về đến nhà, cậu bé ôm lấy cha khóc. Tối đến, Tiểu Bảo vừa nhặt ve chai xong chuẩn bị về nhà, thì có một ông chú say rượu giữ tay cậu lại, bắt Tiểu Bảo phải nói chuyện cùng ông ta, nói bản thân không muốn sống nữa, hết tiền rồi. Vừa nói vừa khóc, Tiểu Bảo nghe không hiểu. Cậu bé nói với ông ta, nếu chú thiếu tiền, cháu có thể tặng tất số ve chai này cho chú. Chú để cháu về đi, bố cháu còn đợi ở nhà. Nếu cháu không về, bố sẽ chết mất. Nghe xong, ông chú kia đột nhiên tỉnh rượu, lấy tất cả tiền ra đưa cho Tiểu Bảo. Tiểu Bảo không nhận số tiền đó, chỉ cầm lấy túi ve chai chạy về nhà. Ông chú nhìn theo bóng dáng Tiểu Bảo, đối mặt với chuyện như vậy mà thằng bé vẫn cố gắng. Người lớn chẳng lẽ không bằng một đứa bé sao? Tiểu Bảo về đến nhà bị cảnh trước mắt dọa sợ. Cha cậu bé toàn thân không động đậy nằm trên đất, ông ta muốn tự sát, không ngừng lấy đầu đập vào chân bàn. Nhưng cái kéo trên bàn không hề động đậy. Sau đó ông ta lại cắn lấy cái khăn, cố nuốt vào bụng, dùng lực cắn lấy, máu không ngừng chảy ra. Ông ta không muốn liên lụy con trai. Đúng lúc này Tiểu Bảo về đến nhà. Sao bố lại ăn nó? Có phải bố đói rồi không? Tiểu Bảo không kéo được bố, phải nhờ cô hai đến giúp. Cô hai vừa nhìn vừa mắng, sao cả ngày ông chỉ muốn chết thôi thế? Ông còn sống là hạnh phúc lớn nhất của thằng bé rồi. Người thân của Tiểu Bảo giờ chỉ còn mình ông thôi. Lúc này Tiểu Bảo mới hiểu ra, bố không phải đói mà là muốn tự sát. Lúc đỡ bố lên giường, Tiểu Bảo khóc lóc cầu xin. Bà, bố cầu cho ngài không chết. Bà, cầu cho ngài không chết. Sau đó, Tiểu Bảo càng chăm nhặt ve chai hơn. Bên đường, trong thùng rác, cậu bé nhặt lại tất cả. Một ngày, Tiểu Bảo gặp được bạn của dì Lan. Người bạn đó nói dì Lan về rồi, hay Tiểu Bảo thử đi gặp xem sao. Nhìn thấy dì Lan, Tiểu Bảo liền lao đến, ôm lấy dì Lan khóc nức nở. Dì Lan cũng vậy. Nhưng dì Lan không thể theo cậu về. Tiểu Bảo chào dì Lan, chưa đi được mấy bước cậu bé lại quay lại. Chào
Rất nhanh chuyện của Tiểu Bảo được người của hội bảo vệ nhi đồng biết đến. Nhờ sự giúp đỡ của mọi người, Tiểu Bảo cuối cùng có thể an tâm đi học. Năm đó, Tiểu Bảo được chọn làm thiếu niên tiêu biểu của tỉnh. Cha Tiểu Bảo cũng đến, ngồi xe lăn, cắt tóc đi, mặc quần áo mới, tinh thần tỉnh táo. Đứng trên bục, Tiểu Bảo tự đọc bài văn do chính mình viết. Thế giới có rất nhiều bạn trẻ đồng hoàn cảnh với Tiểu Bảo. Xin hãy quan tâm nhiều đến chúng, để chúng có thể lớn lên một cách bình thường. Chúng ta gặp lại sau.